xin hướng dẫn với cô cách chúng ta xuất và in cái phiếu xét tuyển sinh 10. Thì đầu tiên quý thầy cô vào cái phần mềm, đăng nhập vào phần mềm của Venedo. Sau đó quý cô vào Star, chọn vào là thi tuyển sinh, chúng ta chọn vào đăng ký thi tuyển tập trung. Trong đây chúng ta chọn vào mục là tuyển sinh vào lớp 10. Chọn cái mục là danh sách thí sinh dự thi. Giả sử như giáo viên chủ nhiệm lớp 9A3 thì chúng ta muốn xuất cái phiếu xét tuyển đó, tuyển sinh 10, thì chúng ta chọn chọn em nào cần xuất thì chúng ta tích chọn vào đây. Thì chúng ta xuất ra, thì sau khi cô tích chọn vào đây thì chúng ta vào góc bên phải bên trên chỗ chữ nhập và xuất. Chúng ta cô bấm vào đây, chúng ta bấm vào nút là in phiếu xét tuyển trường chuyên hoặc là in phiếu xét tuyển đại trà. Nếu mà đại trà thì chúng ta bấm vào đây. Thì sau khi bấm đây thì phần mềm nó sẽ hiển thị tất cả các cái thông tin của cái phiếu xét tuyển. Quý cô chỉ cần là bấm lệnh in, in phiếu xét tuyển đại trà thì chúng ta sẽ in được cái phiếu là xét tuyển đại trà. Còn đối với các em trường chuyên thì chúng ta sẽ bấm vào nút đó là in nhập xuất in phiếu xét tuyển chuyên, thì chúng ta bấm vào đây. Vậy chúng ta in trực tiếp, không có tải file về. Thì cái này cũng rất là khá nhanh với con, chúng ta chỉ in trực tiếp vào máy in.